Dự báo thời tiết đêm 23 tháng 2 ngày 24 tháng 2, phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 8 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc trời lạnh, có mưa rào và có nơi có dông, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, có mưa vài nơi, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ.